cứu kịp thời 4 người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng. 4 người trong một gia đình ở Nghệ An được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu kịp thời khỏi đám cháy lúc rạng sáng ngày hôm nay, 8 tháng 10. Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 1 giờ sáng hôm nay, một nhà dân ở đường Kim Đồng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bất ngờ bốc cháy từ tầng 1, thời điểm cháy trong nhà có 4 người. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhanh chóng huy động 2 xe chữa cháy và 16 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa cứu người. Đám cháy xảy ra tại khu vực chân cầu thang tầng 1. Tại thời điểm cháy, trong nhà có 4 người bị mắc kẹt do cửa cuốn bị mắc kẹt không mở được. Lực lượng chức năng đang triển khai phương án đưa 4 người mắc kẹt thoát qua ban công tầng 2, đồng thời dập tắt đám cháy hoàn toàn. Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.